Rồi, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Đến hạn lại lên thì hôm nay lại về được một ít điện thoại giới thiệu cho mọi người nha. Nói chung thì mùa này hạn về nhiều lắm mọi người, nhưng mà em sẽ giới thiệu ít ít thôi, tại sẽ quay kỹ chi tiết cho mọi người tham khảo ha. Thì em xin nhắc lại nha mọi người, đây là số điện thoại mua hàng bên em. Anh chị mua hàng có thể gọi trực tiếp số điện thoại này giúp em nha. Đây, số điện thoại em đang để trên cái bảng trên màn hình là 0767347340. Một số điện thoại nhất thôi, nếu mà anh chị không gọi được mình có thể nhắn tin Zalo nha. Zalo của em cũng là số điện thoại này luôn, nhưng mà anh chị vui lòng nhắn tin Zalo á thì mình nhắn tin có nội dung giúp em nha mọi người. Tại mọi người cứ kết bạn Zalo mà mọi người không có nói cái quần què gì hết á, nhiều khi em không biết ai là ai nên không có trả lời kịp nha mọi người. Thì mình ví dụ nhắn Zalo thì mọi người nhắn giùm em anh mua điện thoại nào, hoặc là mình mua điện thoại để em còn biết em trả lời nha mọi người. Thì mọi người đang xem video trên cái kênh YouTube của em là trên đây. Thì mọi người muốn thêm biết thêm chi tiết thông tin của em á, mình có thể bấm vô đây nè mọi người. Đó, tất cả cái thông tin của em đều để trong đây hết, đầy đủ hết cho quý vị luôn ha. Đây, đây để em xíu mà bấm cho mọi người thấy dễ. Đây, cái phần tiêu đề video là em đều để số điện thoại của em công khai trên đây luôn nha mọi người. Ngày tháng năm em đăng video nè. Có một số anh chị hỏi mấy cái video mà em đăng từ 2020 á, năm nay 2022 thì làm gì còn quý vị. Đó, 2020, 2021 nè, thì làm gì còn mấy. Thì mọi người xem video, mọi người để giúp em cái tiêu đề video này có đăng ngày tháng luôn nha mọi người. Rồi, đây là địa chỉ cửa hàng bên em, 116/55 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Cái phần mô tả video của em thì có thời gian làm việc, số điện thoại liên hệ, cửa hàng với lại chính sách bảo hành đó mọi người, em đều để đầy đủ trong đây hết nha, mình có thể tham khảo thêm nha mọi người. Thì hiện tại em ở đây đang mưa nên em cố gắng em nói lớn xíu để cho mọi người nghe nha. Thì hôm nay vô một số cây đầu tiên luôn. Đây, hôm bữa đã quay rồi, mấy cây này quay rồi, hôm nay giá bán thanh lý cho mọi người thôi, tại vì khách mua rồi xong bán lại thì mình thanh lý thôi. Samsung Galaxy S6 Edge nha mọi người, S6 màn hình cong á, S6 màn hình cong á mọi người, màn hình zin đẹp keng, không một vết ám ố nha mọi người. S6 Edge màn hình 5.1 inch độ phân giải 2K, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, camera 16 chấm pin 2600, camera trước 5 chấm, camera cực kỳ đẹp nha mọi người. Máy full tính năng, con này mã chính hãng Việt Nam luôn. Mà S7 nó chỉ có một SIM thôi nha quý vị, nó không có hai SIM nha. Nó có đếm nó trước, S7 nó chỉ có một SIM thôi. S7 mới bắt đầu nó có hai SIM, S7 thì chỉ có thị trường Đài Loan á nó mới có hai SIM thôi. Còn đa số mà thị trường nào cũng chỉ có một SIM thôi. Đó, loa liếc là lớn luôn. Thì hôm nay lên lại cho mọi người, con này thì em tặng cho mọi người thêm ốp lưng với lại cáp sạc nữa. Thì giá hôm nay em đang bán là 1.250.000, tặng kèm ốp lưng cáp sạc, máy full chức năng nha. Test thử cái cảm ứng cho mọi người coi, không loạn liệt nha mọi người. Màn hình zin nha, S7 màn hình zin nha, con này không có màn lô đâu quý vị ơi, uy tín 100%, con này không có màn lô nha, full chức năng hết. Test ứng dụng nè, đó cảm ứng nè. Đó, cảm ứng trên màn hình chính là bình thường hết, không lạng liệt, không đốm sọc gì luôn nha mọi người. Màn đẹp keng luôn, 1250 Galaxy S6 Edge. Rồi, tiếp theo nói chung là hàng em bán ra thì em vẫn trao đổi, vẫn thu lại nha mọi người. Đó, tiếp theo một cây mới thông lại của khách tiếp, Samsung Galaxy S8, máy ngoại hình 98-99% luôn mọi người. Viền góc 98%, mặt lưng đẹp keng luôn, mặt trước nè, kính đẹp luôn mọi người. Galaxy S8 nha, S8 RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Đây, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chip Snapdragon 835 nha mọi người. Con này mã Nhật nên nó được cái chip Snapdragon 835, đây mã Nhật. Galaxy mã Nhật nha mọi người, S8. Đây. Đẹp lắm. Máy vẫn còn ok nha mọi người, S8. Đây, G950U nhưng mà con này là mã Nhật nha mọi người. Nhưng mà áp rác thì đa số đã xóa hết rồi, đã xài cài cái ROM quốc tế cho mọi người rồi. Nhưng chỉ bị cái là nó SIM thôi. Màn hình 5.8 inch, độ phân giải 2K, chip Snapdragon 835, RAM 4GB, 64GB, camera 12 chấm, camera trước 8 chấm, nhận diện khuôn vân tay, khuôn mặt, móng mắt đầy đủ nha mọi người, pin 3000, máy full chức năng Galaxy S8. Mấy con này thì em thường bán đó, nhưng mà đợt này không có hàng mọi người. S8 không có hàng. Máy full chức năng hết. Cảm ứng không loạn liệt điểm nào nha mọi người. Đó. Giúp cho mọi người coi vui chơi vậy thôi. Đó, camera cực kỳ đẹp. Dòng laptop Samsung thì cực kỳ đẹp nha mọi người, 12 chấm. Ok hết ha, cạnh trước 8 chấm. TikTok đó, là liếc ok hết. Tình trạng em sẽ báo rõ cho mọi người nha, con này màn hình nó có lưu ảnh ở dưới rồi mọi người. Đó, quay không?
nó có lùi ảnh xíu xíu nha. Nói chung là mình xài không ảnh hưởng nha. Tại đa số mình xem YouTube á, mình xem những cái trang nào mà màn hình đen á thì nó không ảnh hưởng đâu. Còn nếu mà mọi người để nền trắng thì mọi người thấy thôi. Galaxy S8 thì giá hôm nay em bán cho mọi người là 1.800.000, tặng kèm cho mọi người góc lưng đó, cáp sạc. Con này không có tặng cường lực được nha mọi người, tại màn hình cong, dán cường lực nó hơi khó xíu nên em không có tặng cường lực nha, tặng góc lưng với lại cáp sạc 1.800.000. Anh chị mua hàng gọi trực tiếp giúp em nha, số điện thoại em để bên đây nha mọi người. Đâu để đây mọi người thấy không? Ok ha. Tiếp theo nè, con này nó lại hơi lâu rồi quý vị ơi. Anh chị nó hốt chốt giúp em nha. Oppo A3s. Máy đẹp 98%, men zin, màn zin full chức năng, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Con này đẹp, bản đặc biệt nha mọi người. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. RAM 464 nha mọi người. Đó, con này pin 4230, nhận diện vân nhận diện khuôn mặt. Màn hình 6.2 inch, chip Snapdragon 450, 4G đầy đủ nha mọi người. Camera 13 chấm, camera trước 8 chấm, máy full chức năng, cảm ứng không lạng liệt. Con này tặng kèm cho mọi người cường lực với cáp sạc nha. Oppo A3s. Đó. Nói chung là mấy cây mà em hay quay rồi, em sẽ quay chậm chậm thôi, quay nhanh. Còn mấy cây mà chưa quay thì sẽ quay tranh thủ quay lẹ lẹ cho mọi người, quay kỹ cho mọi người ha. Oppo A3s máy full chức năng, loa liếc lớn nha mọi người. Đó. Em thấy một số nơi bán RAM 216 mà đáng chịu rưỡi rồi đó. Con này là RAM 464 nha mọi người. Bản mắt option luôn rồi đó. Giá đang bán 1.690.000, tặng kèm cáp sạc dán cường lực. Con này là bản RAM 4GB nha, không phải bản RAM 2GB nha. Tại sợ anh chị lộn với bản RAM 2GB á. Tại RAM 2GB hình như thị trường em thấy một số nơi đang bán có 1.500.000, 1.400.000 à. Con này là bản RAM 4. Rồi tiếp theo Vivo V19 Neo. Cái khung nè, cái khung quyền đẹp keng, không một vết xước luôn nha mọi người. Mặt lưng cũng vậy, không một vết chày luôn, nhưng mà bị cái nó hơi phẩy này xíu nè. Đó, con này mọi người thích thì em cứ sẽ dán bebep cho mọi người mặt sau luôn, bebep giống vậy nè. Đó, bebep nhám. Đó, xài ok hết. Vivo V19 Neo nha mọi người. Mặt lưng trước nè, hôm bữa giới thiệu cho mọi người nó chạy không? Em gỡ cái miếng dán siêu màn hình ra, dán cường lực vô đẹp keng, không một vết xước luôn. Màn đẹp keng, không một vết xước luôn. Đó. Vivo V19 Neo nha mọi người. Con này cấu hình cực kỳ cao, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, màn hình AMOLED 6.5 inch, vân tay trong màn hình nha mọi người. Kính cường lực Corning 6 luôn nè. Camera sau 48.8.2.4 camera sau mọi người. Camera trước 32. Pin con này 4.500, chip Snapdragon 675. 675 là nó nằm trong cái con Samsung Galaxy A70 á mọi người. 675 á, hay là Vsmart Lite 4, hay là Vsmart Lite á, là chip 675 á, là con này đó. Con này hiện tại đang chạy Android 12 luôn rồi nha mọi người. Android cũng là cận mới rồi đó. Android 12 là nó đang ra bản beta 13 đó. Con này Android 12 luôn rồi nè. Đầy đủ. Máy chính hãng Vivo Việt Nam nha mọi người. Con này không phải hàng sách tay nội địa vậy nha. Chính hãng Vivo Việt Nam luôn. Đó. Là liếc cực kỳ lớn, màn hình AMOLED cực kỳ đẹp. Vân tay trong màn hình luôn. Camera 48 chấm. Camera trước 32 chấm siêu đẹp. Chụp xong mặt em như da em bé luôn mọi người. Quá xuất sắc. V19 Neo. Vân tay trong màn hình đẹp keng luôn. Thì giá con này em đang bán vẫn như cũ luôn, 3.200.000, tặng kèm cho mọi người thêm bộ sạc cáp. Hôm nay dán cường lực rồi nha. Rồi, tiếp theo hôm nay về được số con nè, giới thiệu cho mọi người ha. Samsung Galaxy A80, giá chỉ có 3.200.000 thôi. Tại sao giá của nó là 3.200.000? Đảm bảo con này là máy zin. Máy zin nguyên cây, zin 100% nha mọi người. Ngoại hình nè. Con này ngoại hình có 95% thôi. Đó, sẽ quay rõ cho mọi người nha. Bao zin 100% cho mọi người luôn. Màn hình zin đẹp không ám ố gì luôn nha mọi người. Samsung Galaxy A80. À, phiên bản con này là RAM 8GB, bộ trong 128GB. Ở đâu? A80 nó chỉ có một cấu hình thôi nha mọi người. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Samsung vân tay trong màn hình 6.7 inch AMOLED. Pin 3700, camera 48 chấm. Con này không có camera trước luôn nha quý vị. Đó, con này là nó chỉ có một cái cụm camera duy nhất thôi. Ba camera 48 chấm. Đó, con này là camera sau 48 chấm nè. Khi mọi người muốn chụp selfie thì nó sẽ chòi lên như vậy. Đó, nó sẽ chụp bằng cái camera chính 48 chấm luôn, nên con này là hai lưng trước sau như một nha quý vị. Cảm ứng là full. Đó, con này đã dán cường lực chống bấm phần tay cho quý vị luôn rồi đó. Samsung Galaxy A80, máy nguyên zin 100%, la liếc cực kỳ lớn.
thị trường đang bán 3 triệu 8, 3 triệu 9, máy đẹp có thể người ta bán 4 triệu 2 luôn á, mà tại sao con này giá chỉ có 3 triệu 2, em sẽ báo rõ cho mọi người luôn. Loa clip cực kỳ đẹp, loa clip cực kỳ lớn. Tình trạng là màn hình đẹp ken không mám mố, nhưng mà nó bị cứng một số chút xíu ở đây nè. Đó, nhiều khi quay không mọi người không thấy luôn á. Để em cố em lấy nét cho mọi đó, nó cứng một xíu này là giống như nó là cái tình trạng này, gọi là cái tình trạng nứt kính đó mọi người. Nó cứng trong cái màn hình một xíu này, dưới góc đây một xíu này. Đó, quay mọi người thấy không ta? Đó, nó vậy đó. Nhưng giá này em bán là 3 triệu 2 là bao mọi người, giờ ép kính luôn, ép kính có 300 ngàn là 3 triệu rưỡi thôi. Quá rẻ, vân tay trong màn hình vẫn còn nha mọi người. Đây, để test cái vân tay cho mọi người coi. Ví dụ mà anh chị nào mà nhận hàng á, mà em để vân tay thì mọi người cứ mở khóa mật khẩu này ha, chữ L lớn là bình thường. Đây, vân tay trong màn hình vẫn bình thường luôn quý vị. Đó, không ảnh hưởng gì hết ha. Để bấm lại cái vân tay cho mọi người coi. Bấm chậm chậm này, tại mình bấm lẹ quá không được. Bà mẹ nó, để tháo cường lực ra, mai dán cường lực mới nha mọi người. Dán cường lực dày quá không được. Test là phải full gỡ đầy đủ cho mọi người luôn. Con này bao mọi người là màn hình zin luôn nha. Đây, để thêm cái vân tay vô. Bà mẹ nó bực mình ghê. Mai em sẽ dán miếng cường lực mới nha, để test đầy đủ chức năng cho mọi người. Đó. Làm gỡ cường lực ra cái khác bọt liền ha. Đó, mấy con này là màn hình AMOLED đó, nên nó sẽ có thêm cái vân tay trong màn hình nữa. Đa số màn hình LCD thì nó sẽ không có nha quý vị. Màn hình LCD thì nó sẽ không bao giờ có được cảm biến vân tay trong màn hình. Đó. Mấy con này thêm vân tay chậm dữ ta, nhưng mà đảm bảo mọi người con này màn zin nha. Đó, thêm vân tay luôn. Thử cái chơi nha. Này, mở luôn. Ok, vân tay trong màn hình vẫn còn đầy đủ. A810 đó, quay kỹ cho mọi người nè, gỡ cường lực rồi quay kỹ cho mọi người nè. Đó, nó hơi nứt kính một xíu á, cứng một xíu á, nói chung là mình xài không ảnh hưởng như bao người cảm ứng luôn nha. Sẽ quay kỹ rồi, tại sao nó có giá rẻ chứ không có máy nào mà giá rẻ mà đó, thấy không? Dán cường lực vô là xài bình thường. Đây, test thử nè mọi người. Vuốt cảm ứng ngay góc đó bình thường, không rớt điểm, không loạn liệt nha. Đó, cái này có thể người ta bỏ túi cứng mà. Đó, giá chỉ có 3.200.000. Galaxy A80 3.200.000, màn hình đẹp ken, không lu không ám nha quý vị. Đó, 3.200.000 thôi, tặng kèm cáp sạc. Dán cường lực, mà dán cường lực mới, giật mẻ cường lực luôn. Rồi tiếp theo hôm nay về đường cây A51 nè quý vị. Samsung Galaxy A51, máy cỡ 96-97% nha mọi người. Đó. Con này thì giá sẽ rẻ hơn con hôm bữa full box. Con bữa full box thì nó ra đi rồi quý vị ơi. Con này là Galaxy A51, cấu hình cũng y chang, RAM 6GB, 128GB, màn hình 6,5 inch Full HD, vân tay trong màn hình zin. Con này dán cường lực rồi, camera 48 chấm, pin 4000, camera trước 32 chấm, máy full chức năng, men zin, màn zin, vỏ zin. Đó. Hôm bữa thì em bán cái con full box thì nó có thêm bộ sạc nữa, thì nếu mà mọi người mua máy trần thì em vẫn tặng cho mọi người bộ sạc quýt chặt thôi. Nó cũng như cái kia thôi, nhưng mà con này bị cái nó không có hợp thôi quý vị. A51 nha. Màn hình đẹp nha mọi người. 48 chấm, 32 chấm, full chức năng. Con này mới lấy về hồi chịu có đợt luôn, chưa cài gì luôn à. Nhưng mà khi gửi về cho mọi người là sẽ cài đầy đủ nha. TikTok, Facebook, Zalo gì là cài sẵn cho mọi người hết. Galaxy 51, A51. Bỏ qua mẹ nó, test cái loa thôi. Anh đang làm gì đây? Đó, loa liên ok hết. A51 thì giá con này hôm nay em đang bán là 3.500.000, tặng kèm cho mọi người dán cường lực, cáp sạc, vẫn tặng cho mọi người bộ cáp sạc luôn, nó không có cái bóc thôi, nói chung cái bóc tính ra là 150 đó quý vị. 3.500.000. Rồi tiếp theo Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy S9 Plus, mặt lưng sau đẹp ken, viền góc 97%. Con này là hai mặt kính khung kim loại, mặt lưng trước kính đẹp luôn, nó có phẩy đèn xíu à. Đó. Con này là Galaxy S9 Plus bản Mỹ Snapdragon 845.
Đây, Vinap. Vinap xúc như quý vị. Đó, Vinap full chức năng. Galaxy S9 Plus, RAM 6GB, sấm 4GB, màn hình công 2K, AMOLED 6.2 inch. RAM 6GB, sấm 4GB, chip Snapdragon 845, 2 camera sau 12-12, vân tay, khuôn mặt, bóng mắt đầy đủ, camera trước 8 chấm. Con này hiện tại đang chạy Android mấy ta, để xíu coi. Con này đang chạy Android 10 luôn rồi nha mọi người. Đó, máy full chức năng hết, con này mới vừa cài lại. Đầy đủ reset gì to thoải mái rồi, anh chị về thích thì cứ reset thêm. Đó, là cực. Là liếc ok hết. S9 Plus, RAM 664, con này thì tặng thêm cho quý vị cái ép lưng, cái ép lưng siêu nổi bật luôn nha quý vị. Mã Mỹ, một sim đó, cực kỳ đẹp luôn quý vị, màu vàng da cam. Thì giá con này em đang bán 3.600.000 VNAP. Rồi tiếp theo hôm nay về được hai cây Oppo nè, nhưng mà giới thiệu cây này trước đi. Oppo Reno 5 viền gốc nè, 96-97% không cứng móp nha mọi người. Tại Reno 5 là nó làm full nhựa. Oppo Reno 5 đã dán cường lực mặt trước luôn rồi. RAM 8GB, 128GB, vân tay trong màn hình luôn. Màn hình 6.43 inch, pin 4003, camera 64 chấm, camera trước 44 chấm. Con này là RAM 8GB nhưng mà hiện tại nó chơi cái chế độ gì mọi người. Nó chơi cái chế độ mà cộng thêm mấy GB RAM ảo á, lên con này nó lên được thêm 5GB RAM ảo nha, là con này 13GB nha quý vị, vân tay đầy đủ. Để thấy cái vân tay luôn. Con này nó lên Android 10, Android 11, Android 12 gì nào không ta. Em xíu coi chiếc vô coi coi. Con này đang chạy V12, đang chạy Android 12 luôn, Android mới nhất luôn đó. Con này mới cập nhật cái đợt luôn quý vị. Này cái vân tay. Đấy, cái vân tay nằm đâu ta? Quay tối quá không thấy có quần què vậy. Đây. Mà mẹ nó. Vân tay trong màn hình luôn. Ghê nó năm nha quý vị. Xong. Đây. Vân tay trong màn hình là liếc cực kỳ lớn. Oppo này mã chính hãng nha mọi người. Reno 5 này không có sách tay nha quý vị. Quality ok hết. Camera cực kỳ đẹp. Oppo được không phải nói rồi. Nó sẽ chuyên về camera ha mọi người ha. 64 chấm. Cực kỳ đã luôn ha mọi người. Camera trước 44 chấm, máy full chức năng. Con này nè. Con này là thâu của thanh niên nào mọi người. Mua thêm cái ốp lưng nè. Gắn cái ốp lưng cho mọi người coi. Ốp lưng này mua chắc cũng 150-200 ngàn. Ốp lưng che camera luôn. Đó, con này anh chị nào mua thì tặng luôn cái ốp lưng. Tại vì mua xa thì bán vậy thôi. Ốp lưng cực kỳ hầm hố luôn mọi người ha. Con này là cái ốp lưng, cái viền của nó lòi trên cái màn hình luôn. Bao mọi người quăng đập luôn. Bể thì mọi người quay về đây mua cái mới. Chứ em không có bao quăng chọi nha mọi người. Nói chung là cái này nhìn cái ốp lưng nhìn nó cứng cáp thôi. Đó. Oppo Reno 5. RAM 8GB, 128GB, vân tay trong màn hình, chip 720G. Chơi game ok hết. Thì giá con em đang bán là 4.200.000. Đó, phụ kiện nó gồm vậy nè, cường lực full, ốp lưng, thêm bộ cáp sạc. Rồi con này cũng Reno 5 luôn. Con này cũng Reno 5 luôn mà lưng nó hơi phẩy xíu, lưng nó cỡ 96 thôi. Reno 5. Đó, viền gốc vẫn ok, vẫn là màn zin, vỏ zin, zin nguyên cây. Reno 5 thì con này tặng gấp lưng thường thôi. Đó, anh chị nào mua ốp lưng xịn thì mua con này. Còn tặng gấp lưng thường thì bên em đang bán giá là 4.100.000, cũng full chức năng. Oppo Reno 5 4.1 triệu, nó có hàng giá 4.2 triệu, 4.1 triệu, tại mắc hơn cái ốp lưng thôi. Còn nếu anh chị không lấy ốp lưng thì em vẫn bán 4.1 triệu. Tại vì có thể anh chị thích xài trần á, không thích xài ốp lưng thì lấy ốp lưng ra. Tại cái ốp lưng này thấy em đi ra ngoài thấy cũng cỡ trăm mấy 200 ngàn cái ốp lưng á. Ốp lưng này cũng vip gỗ quý vị. Rồi tiếp theo giới thiệu cho mọi người iPhone XR bản 64GB, ngoại hình cỡ 96%, màu trắng ngọc trinh. Con này đặc biệt cái là mã con này là mã thị trường Hồng Kông. Hai sim vật lý nha mọi người, hai sim vật lý, hai email khác nhau luôn, hai sim vật lý.
con này là mã 2 sim, mình gắn được 2 sim xài bình thường. iPhone XG main zin, màn hình zin chu tông đầy đủ. Đó. Có chu tông đầy đủ nha quý vị. Main zin, màn zin. Pin full chức năng, Face ID đầy đủ luôn. Pin con này là 89%, pin cao nha mọi người, pin zin cao nha, Face ID đầy đủ, vô cái Face ID test luôn. Vậy cho rồi. Full Face ID nha mọi người. Pin cao, pin 89% luôn á. Đây, để tạo cái mật khẩu test Face ID cho mọi người. Sẽ quay, cố gắng quay kỹ hết cho mọi người. Mấy full chức năng mềm, zin đẹp, không mám mố nha mọi người. Không sọc gì hết nha. Tại XG là nó dùng màn LCD mà đâu có sọc như ít đâu mọi người. Đó, mấy full chức năng ngoại hình nè. Hai sim vật lý luôn nha quý vị. Đó, tặng kèm cho quý vị thêm cái ốp lưng. Đó, ốp lưng chống sốc luôn. Đó, có làm sao, mua làm sao thì bán lại vậy cho rồi. Đó, cực kỳ hầm hố. XG 64GB. Con này là mã TA, là mã Hồng Kông. Đó, con TA. Con này mã M là mã máy mới mọi người. XG hiện tại đang chạy F14, main zin, màn hình zin, pin 89%. Thì giá con này em đang bán là 5.390.000, tặng kèm cho mọi người ốp lưng, dán cường lực, cáp sạc, full chức năng, Face ID đầy đủ, 5.390.000 nha mọi người. Anh chị nào mua hàng gọi trực tiếp số điện thoại giúp em nha, 0767347340. Rồi, cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người video cuối tuần nha.